cho mầm non ạ. À, thế à? Thì bây giờ mình sẽ cho chỗ nào? Vâng ạ. À, con ơi con. Dạ. Con chơi với mẹ không? Có chứ. Con ơi, bánh mì của con. À, đây là một chiếc bánh mì các bạn nha. Đây là một cái cốc nước trà. Đây là cốc nước trà. Của con nữa này. À, cốc nước trà này. Con cua này. Con cua này. Cá này. Ôi, nhưng mà con không ăn hết đâu. Nhiều thứ thế. Có hết mà. Ăn nhiều đồ quá. Ăn nhiều nó béo đấy mẹ. Xin lỗi nhá. Mẹ xin lỗi nhá. Nhá. Dạ. Là bón của con. Cà trà của con. Vâng. Bó trà nhá. Mẹ có thể dâng nước cho mẹ đi. Con dâng nước cho mẹ. Đây mẹ uống. Ừ, mẹ sẽ uống nhá. Vâng, vô nè. Ừ, con ơi, con ơi. Dạ. Con ăn ít nhá. À, con ăn nhá. Ui ôi, ớ, ngon thế hả? Ta chua mà ăn. Cái gì? Vô. À, vô à, vô nè. 2, 3. Cái kia cơ. À, vô à, 2, 3, nè. 2, 3. Vô. 2, 3. Vô. 2, 3. Quá. À, ok. Hai bà ăn. Ăn mì ngon thế nhở. Còn cua rất là ngon. Ngon quá con ạ. Ôi mẹ nấu ngon quá. Con mì bây giờ mình sẽ ăn bằng cà chấm. Cà chấm à? Ăn bằng bằng đây đi. Ăn bánh mì nhá. Con ăn bánh mì nhá. Ăn xong chúng mình sẽ đi mầm non để học bài nhá. Mẹ sẽ để nó đây. Mẹ ăn đi, mẹ ăn đi. Con mẹ sẽ để nó ở trong bên đồ trà cây. Thế à, đây là con gì đấy à mẹ? Để ở trong bên này đi con. Để sang bên này à, ok. Ủa chấm à. Ô, chấm ngon thế nhở. Ôi, quệt đi đúng rồi. Đúng rồi con, dạ. Ăn rồi ăn đi. Chấm sữa này, quệt đi. Châu cái chấm cái mặn ngon ạ. À, chấm cái mặn à? Đây là mắm. Vâng. Mắm nó mặn. Sữa thì nó ngọt. Đúng không? Thế đây là mẹ chấm cái gì? Chấm sữa cho nó ngọt đi. Chấm sữa cho nó ngọt. Ngon thế à? Cho trẻ chấm mẹ nhá. À à. Đúng rồi, ra cho thế này. Chấm xong phải ra cho thế này đúng không? Đúng vô rồi. Đi. Vô nè. 2, 3. Vô. 2, 3. Vô. 2, 3. Ăn. Ăn. Đúng nhờ. Xin mời các bạn nhé. Rồi các bạn. Ngon lắm các bạn ạ. Không ngon ngon ngon. Ngon quá. Chúng mình ăn tiếp. Tiếp món cua đi. Mình có thể nhìn ra mẹ. À. Ờ. Con bây giờ thân đấy. Cái gì cơ? Mẹ trở thành một cái lưỡi màu vàng đấy. À, mẹ trở thành một cái lưỡi màu vàng. Ăn con vàng thành cái lưỡi màu vàng đúng không? Mẹ làm trái tim như nào nhở? Dạy con đi. Ôi trời, trái tim như thế à? Mình chụp ảnh và làm như thế à? À, bắn tim như nào? Bắn tim như này à? Con ơi, hay là con thì ăn đi. À, lại ăn tiếp à? Ok, ăn tiếp. Chấm này. Ra đi. Vâng ạ. Ngon nhỉ con nhỉ. Ngon nhỉ. Con uống trà của mẹ nhé. Vâng. Con trà của mẹ đi. Nè, cho vào đây ạ. Ồ, uống bằng cái nồi này luôn. Con ơi, con ơi. Dạ. Con ra nữa nhé. Vâng. Ồ, đây rồi. Rồi à, con bảo mẹ nốt nữa nhá. Thôi uống thế thôi, đầy bụng quá, no quá. Mẹ uống nhá. Vâng. Con ơi, mẹ không uống nữa đâu, con nhá. Thế à, thế mẹ đi đâu? Mẹ ta chuẩn bị đưa con đi học. À, mẹ chuẩn bị đưa con đi học à? Thế đây mua bảo hiểm à? Thôi, ra đây. À, để
bài kiểm tra để cho con đi học à? Đâu? À, bài kiểm tra cho con đi học à? Ok luôn. Rồi, bài kiểm tra đấy, 10 điểm đấy. Xong cho con. Xong rồi, cho con đi học hả? À? Ừ. Thế mình trước khi đi học mình phải mặc những cái gì? À, con mình xin lỗi nhé. Con ơi, con đã kẹo của mẹ, mình sẽ tự nhận nó nhé. À, thế là kẹo của mẹ không cho con ăn hả? À? Đâu, mẹ tự nhận cho con mà. À, thế à, cảm ơn mẹ. Ngoan. Ô, ngoan. Chiều mẹ đón. Chiều mẹ đón con nha. Ừ, bây giờ con học đi. Rồi mẹ, chiều mai mẹ sẽ đón con. Vâng ạ. Thơm cái gì đi nè. Ngoan nhiều quá, con ngoan lắm. Ngoan không mẹ? Có ạ, con ơi, con ơi. Dạ. Mẹ đi gọi tái đi, cho mẹ chờ con nhá. Con đi đâu? Bây giờ hai mẹ con sẽ ít rửa tái. À, đi ở giấy. Bây giờ con và mẹ ít rửa tái và đi cần một chén nữa nhá. Vâng, bye bye. Con ơi, hai mẹ con. Bye bye các bạn đi chứ. Các bạn nhớ làm gì nhỉ? Chân đi cất để phụ cho con và mẹ nha. Bye bye.